Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lùng Đét. Để xác nhận cho mọi người biết về chất lượng của bài học hôm nay, tôi đảm bảo với dạng bài tập như thế này, nếu có người khác hướng dẫn, họ buộc phải dùng đến CS, còn chúng ta thì không. Bài tập này chúng ta sẽ tăng một hiệu ứng tìm kiếm mà chỉ dùng đến CSS thôi nhé. Bài tập bao gồm: một, khi click vào nút tìm kiếm thì form tìm kiếm sẽ hiện ra. 2, khi form được hiện ra thì chuột sẽ tự động nhảy vào input để chúng ta có thể nhập dữ liệu luôn, thay vì phải click thêm một lần nữa. 3. Chúng ta sẽ kiểm tra luôn dữ liệu thỏa mãn điều kiện thì mới hiện lên biểu tượng mũi tên. Và việc này chúng ta cũng chỉ cần dùng đến CSS thôi. Kỹ năng trong quá trình xây dựng, nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người. Giờ thì bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ đi tạo ra hai file, một đó là index.html, hai là style.css. Ở index.html mình sẽ format theo HTML5 cho nó. Mình sẽ zoom lên cho mọi người dễ nhìn hơn nha. Và trang web hiện tại của bọn mình, mình nhúng lên CSS vào để chắc chắn là CSS đã nhúng được đúng cách á, thì mình qua bên CSS khai báo body đổi màu background cho nó. Ok, nó đã nhận background, có nghĩa là CSS đã được nhúng đúng cách. Mình về lại HTML. Đầu tiên á, mình có mọi người có nhớ rằng á, lúc hồi nãy mình tạo ra cái design đó là mình cũng có hai icon, một là icon nút search và hai icon của nút mũi tên. Vậy hai icon đó mình lấy ở đâu? Mọi người search dùm mình một từ khóa, đó là on awesome CDN. Sau đó mình sẽ tìm đến kết quả có cdnjs.com, chọn vào nó. Mình lấy kết quả mới nhất nhé. Thì đây mình lấy bản 6.2.0, mình copy nó và mình dán nó vào header. Mình sẽ mở to nó ra. Ở đây cái đường link mình copy được nó rất là dài, mình sẽ chỉ lấy tới href nhé. Rồi đằng sau mình sẽ bỏ. Đây, mình sẽ xóa tới đây. Dành cho những bạn không biết thì Font Awesome nó là một thư viện tạo ra những icon free cho người sử dụng web. Nếu mà các bạn đang có cân nhắc về việc có nên dán nó vào hay không á, thì các bạn yên tâm nha, tại vì nó đang rất là thông dụng rồi, hầu như trang web nào cũng sẽ dán hết. Tiếp tục, bây giờ vào body mình khai báo một class tên là search để chứa thông tin. Tiếp tục, bây giờ là mình muốn dán hai icon đó, vậy hai icon đó mình lấy từ đâu? Mình lại tiếp tục gõ Google, truy cập vào trang chủ của nó, đó là fornosom.com. Sau đó mình click chọn vào icon. Mình dùng chính từ khóa mà mình muốn tìm á. Chẳng hạn đây mình tìm muốn tìm một nút là nút search đúng không? Thì mình gõ search. Các bạn cứ chọn lấy một kết quả nào mà các bạn vừa ý là được. Đây mình thích cái này. Đương nhiên có những cái bạn copy vào á, nó sẽ không chạy được. Có nghĩa là bởi vì nó không có free đó bạn. Cái đó phải mua bản Pro. Thì các bạn cứ chọn hình khác thôi. Bây giờ mình chạy thử nha. À, sorry mọi người. Đây, chạy thử nha. Đây, chính là nó này, đã nhận rồi. Vậy icon thứ hai mình muốn lấy luôn. Đó là một cái nút mũi tên sang bên phải. Thì mình ghi là right. Đây, mình sẽ chọn cái nào nó thanh mảnh một xíu thôi. Nó dày quá thì đối với mình nó lại hơi xấu. Đây, mình sẽ chọn nó. Mình không chọn cái này, nó không vừa mắt mình. Mình chọn cái này, nó có vẻ thanh mảnh hơn, để xem nó nhận được không. Đây, giờ mình có hai mũi tên rồi thì mình không cần trang này nữa, mình tắt nhé. Tiếp tục thì ở giữa hai mũi tên này này, hai icon này này, thì mình có một cái nút input đúng không? Đây là input test, nó đã ra. Nhưng mà mình thêm một điều kiện ở đây, đó là rewind.
Rewind to input nó là một cái dạng điều kiện là yêu cầu người dùng phải nhập dữ liệu vào nó, người dùng không được để rỗng. Và tí nữa mình sẽ dựa vào cái điều kiện này này để mình check xem là cái form này người ta đã nhập chưa, lúc nào nó nhập rồi thì nó mới được hiện cái nút mũi tên này ra để cho đi tìm kiếm vậy nhé. Bên HTML thì mình chỉ cần có viết như thế này thôi. Ghê không mọi người? Bây giờ tất cả mọi việc chúng ta làm còn lại là phải làm bên CSS. Thì bây giờ mình qua CSS nha và mình khai báo lại class source này bên CSS. Đây, mình khai báo class source. Mình cho nó một position là absolute. Tiếp tục mình cho nó cái spot là 50%. Đó, mình lại cách let nó là 50%. Thì cách lock, top và cách let 50% vô tình nó sẽ bị đẩy xuống một phần nửa màn hình còn lại. Vậy làm sao cho nó căng vào giữa? Mình lại có một thuộc tính đó là transform. Translate âm 50%, phẩy âm 50%. Và đây là kết quả. Tiếp tục, mình muốn ba icon này nó nằm chung một hàng thì phải làm sao? Mình lại dùng display bằng flex. Nó đã nằm chung một hàng. Tiếp tục, để dễ nhìn hơn, mình cho nó một cái background tạo nha mọi người. Mình cho nó rest để dễ nhìn. Mình cho nó một cái width là 200 pixel. Mình lại cho nó một cái hair là bằng 30 pixel. Thì đây, mọi người có thấy là những cái icon này này nó đang bị nằm đè lên bên trên không? Bây giờ mình muốn nó nằm ngang hàng dưới với nhau. Theo chiều dọc, nó đều phải nằm ở giữa điểm này. Thì phải làm sao? Mình lại có mua thêm một tính đó là align item. Mình đặt là center. Và đây là kết quả. Mọi người lưu ý cho là align item này nó chỉ hoạt động khi có display bằng flex thôi nha. Nếu không có thì nó sẽ không hoạt động. Tiếp tục mình cho nó một bo một góc là tầm 30 pixel. 30 pixel. Đây. Mình muốn những cái gì nó đang bị rớt ra khỏi ngoài màn hình như thế này này. Nó sẽ bị biến mất. Thì mình dùng overflow bằng hidden. Và đây là kết quả. Sau khi mình đã được định hình nó rồi á, thì mình sẽ xóa background đi. Thay vào đó, mình sẽ sử dụng thuộc tính box shadow để làm đẹp. Nếu bạn sử dụng box shadow tốt quá thì box shadow nó sẽ giúp cho cái design của cái item của mình á nó trông có độ sâu hơn việc dùng background. Và bài tập này chính là một ví dụ. Mình dùng box shadow đầu tiên mình khai báo là insert, có nghĩa là mình muốn cái bóng này đổ vào bên trong. Insert sẽ giúp bóng được đổ vào bên trong thay vì bên ngoài nha. Tiếp tục mình khai báo tham số đầu tiên là không, nghĩa là mình muốn nó không cách led. Mình khai báo tham số thứ hai là 5 pixel, có nghĩa là mình muốn nó bị rớt xuống bên dưới 5 pixel. Tham số thứ ba lại là 5 pixel, nghĩa là mình muốn cái bóng này có độ mờ 5 pixel. Và cuối cùng là màu sắc. Và đây chính là kết quả. Đây, nếu mà khi mà không có insert đó mọi người, thì nó sẽ như thế này. Đó, thấy không? Nó là cái bóng ở bên ngoài cái hình tròn, của bên ngoài cái div, sorry mọi người. Nhưng nếu có insert á, thì nó lại nằm bên trong cái div. Đó, chính là nó. Tiếp tục, mình lại làm một cái bóng nữa. Lần này mình không dùng insert. Mình muốn tạo ra một cái bóng màu trắng bên trên màn hình. Để tạo ra cái độ nổi. Thì đầu tiên tham số 0, nghĩa là nó cách led 0 pixel. Thứ hai, âm 5 pixel, nghĩa là nó cách top âm 5 pixel. Thì có nghĩa nó sẽ bị trôi ngược lên đằng sau á, là lên trước đây nè. Tiếp theo, mình cho nó độ dày của box shadow là 10 pixel. Và cuối cùng là màu sắc. Đó, mọi người thấy điểm này nó được nhấn lên không? Nó là như thế đó. Tiếp tục mình lại nhấn cái phần bên dưới của nó. Lần này mình lại cho insert để tạo ra cái điểm nhấn bên trong. Phẩy. Insert. Mình cho tham số đầu là 0 pixel. Tiếp tục nó bị âm top 5 pixel. Và độ mờ 5 pixel. Sau đó là màu sắc. Đó. Nó sẽ tạo ra độ sáng như thế này. Và cuối cùng là một cái bóng thật sự rõ ràng nằm bên dưới. Mình tạo ra
với các tham số trong pixel, 10 pixel và 15 pixel và màu sắc. Mọi người thấy cảm giác như nó bị lõm của bên trong không? Đây chính là mục đích của mình. Tiếp theo, cái box soda mọi người này, thực ra nó không phải chỉ có tối đa 4 tham số hay 1 tham số thôi nha. Bạn có thể bỏ bao nhiêu box soda cũng được, nó đều nhận hết nhé mọi người. Phụ thuộc vào các design của mọi người thôi, nhưng cẩn thận là việc càng tham thì nó sẽ càng thâm. Hãy biết rằng mình đang tính toán điều gì để lúc design lên cái việc mình tham đó, nó không bị ố về là được. Tiếp tục, mình muốn đổi màu hai thẻ y này. Đây này mọi người, hai icon này được viết tại hai thẻ y đúng không? Thì bên này mình chỉ cần style cho hai thẻ y thôi. Thì đây, y mở ngoài. Mình cho nó bezing là 4 pixel. Đó, nó lại bị rớt ra. Cái bên này nó bị rớt ra khỏi màn hình mọi người thì nhờ cái overflow đây này. Thì nó đang bị biến mất á. Chứ nếu không có overflow thì mình sẽ nó thấy nó ở đây. Đó, nó đang bị rớt khỏi. Mình tạm thời để đây luôn nha. Tiếp tục, mình sẽ chọn cho nó một cái màu sắc nhẹ hơn so với màu sắc hiện tại của nó. Thì mình đặt color. Một màu đó bị màu đen sao nhãn đi xuất chứ là được. Mờ mờ thôi. Đó, đây chính là màu mình muốn. Tiếp tục, đối với cái input này, mình không muốn input có màu sắc như thế này. Mình muốn input có cái màu sắc trùng với cái màu đằng sau. Thì làm sao? Mình không dùng background rồi sau đó mình lại khai báo box shadow này đâu nha. Mà background nó còn có một thuộc tính ở đây. Đó là background transparent. Mọi người thấy không? Nó trùng với màu đằng sau. Nghĩa là sao? Transparent nghĩa là trong suốt của mọi người. Thì đâu vô tình việc nó trong suốt nó phải nhìn được cái background đằng sau thôi. Thứ hai, mình sẽ ẩn cái border này đi. Nên đây là kết quả. Nhưng này, nó xảy ra một trường hợp như thế này. Click vào, mọi người thấy không? Khi click vào thì nó hiện lại bình thường. Cái này là một tính năng mặc định của trình duyệt đó mọi người. Khi mình focus vào một cái input form nào đó thì nó sẽ tự tô đen cái border để giúp cho người dùng có thể nhận biết được họ đang focus vào input nào và làm sao để tắt nó. Đối với những bạn không biết, việc search ca từ khóa cho cái trạng thái này rất là cực luôn. Bởi vì từ khóa nó khá khó. Ở đây mình có dùng một cái là outline. Mình đặt là mình. Vậy để lại giải quyết được kết quả. Mọi người thấy không? Mình vẫn có thể nhập vào. Nhưng nó không còn nhập, nhưng nó không còn hiện nữa. Và đây chính là mục đích của mình. Cái thứ hai là mình muốn quy định cho nó một cái width. Mình cho nó 100 pixel thôi. Ok. Tiếp tục mình cho nó một cái bezing 0 và 20 pixel. Thì nó đang nằm ở đây. Được chưa mọi người? Tiếp tục. Bây giờ mình muốn mặc định cho nó là nó phải biến mất. Nó không tồn tại nha. Thì mình muốn cho nó là width bằng 0 đi. Thay vì 100. Đây. Mình sẽ cho nó biến mất. Sorry. Mình sẽ không cho nó biến mất nha. Mình vẫn cho nó hiện. Chẳng qua là mình sẽ cho cái hình vuông, hình chữ nhật này này nhỏ lại để ẩn nó đi thôi. Vậy bây giờ làm sao? Mình cho nó một kích thước ban đầu là 200 pixel đúng không? Bây giờ mình cho nó thành 30 pixel thôi. Để nó thành hình tròn. Đó, nó đang như thế này. Nhiệm vụ của mình là bây giờ khi nó click vào đây này thì nó sẽ bị phồng ra như ban đầu vừa nãy. Tiếp mình cho overflow bằng thiết định lại như cũ nha. Để làm gì? Để biến mất cái này đi. Đây. Nhiệm vụ là bây giờ khi click vào thì nó phải focus ra. Vậy làm sao để nó có thể focus được input hồi nãy? Trong khi input này của mình á, đây mình đổi màu nó là red đi. Thì nó nằm ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải ấn click được vào lúc này. Nhưng vì nó đang nằm ở xéo màn hình như thế này nè mọi người, mình không ấn focus được. Nhiệm vụ của mình á là mình bắt sự kiện focus vào cái nút input này rồi sau đó sẽ zoom nó ra đúng không? Nhưng vì nó đang nằm ở đây, không focus được. Vậy thì mình phải di chuyển cái input này về bên phía này. Bằng cách nào? Mình dùng transform. Translate. Mình di chuyển nó lùi về 50 pixel.
50 nha mọi người. 50 pixel đó. Nó đang nằm ở đây. Mình cho cái width lại ban đầu nha, mình không ẩn width đi. Đây, nó đang nằm ở đây. Nghĩa là khi bây giờ người dùng mà click vào á, đó, chắc chắn người dùng sẽ nhập được. Đó, click vào. Sau đó mình lại để background về lại transparent. Để làm gì? Để cho người dùng không biết đó là một cái form input, mà để người dùng tưởng tượng rằng đây là nút search và người ta ấn vào nút search thôi. Nhưng thực ra người ta không hề ấn vào nút search, mà người ta ấn vào nút input của mình khi nãy. Đây. Tiếp tục. Việc tiếp theo mình cần làm là khi người ta ấn vào nút input này rồi nè, thì làm sao cái search này nó từ width bằng 30 pixel lên 200 pixel ban đầu được. Thì mình có một thuộc tính là như thế này. Search 2.focus. Focus within. Sự khác biệt của focus within và focus á, là nếu search 2.focus nó chỉ hoạt động khi mình focus vào cái search thôi. Còn nếu đối với focus within á, nó sẽ hoạt động khi nào? Khi một là nút search này được focus, hai là con của nó được focus. Vậy con của nó là ai? Chính là input này. Tại vì sao? Tại vì input này đang nằm trong search mà, đúng không? Vậy thì input này chính là con của search. Khi input được focus vào thì search này có thể nhận được chuyện đó bằng cách sử dụng focus within. Đây. Khi mà search nhận được lệnh focus within thì làm sao? Mình cho width nó đi từ 30 pixel lên 200 pixel ban đầu. Lưu. Mình chạy thử. Đó, mọi người thấy không? Nó đang ra. Nhưng vì sao nó chạy một cách bất cập như vậy? Bởi vì mình chưa có change citizen. Change citizen là một thuộc tính giúp cho chuyển đổi hoạt ảnh trong vòng 1 giây. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi cái div chứa nó này, nó có một sự thay đổi bất kỳ nào trong CSS á, thì nó sẽ thay đổi từ 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 trong 1 giây thôi, chứ không phải thay đổi ngay lập tức. Đó, mọi người thấy không? Trong 1 giây nó mới đạt được cái width từ 200 pixel này. Ban đầu width là 30 pixel, trong vòng 1 giây nó mới lên được 200 pixel. Đó. Đó, nó là như vậy. Nhưng bây giờ khi mình nhập vào dữ liệu con thì đây, đó mọi người thấy không? Nó có một vấn đề xảy ra là cái input này này nó nằm sát vô luôn. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy input của mình á, mình để cho nó change form là change display âm 50 pixel này, nó đang bị lui về âm 50 pixel. Vậy phải làm sao? Vậy khi mà nút search đây nè, nó nhận được sự kiện focus within á, thì làm sao? Nó sẽ cho tới cái input này, nó cho input này change form về lại không, không bị âm 50 pixel như ban đầu nữa. Thử lại luôn. Đó, mọi người thấy không? Giờ đang nằm ở đây nè. Cái cách này nó đặc biệt thêm một chỗ nữa, đó là khi mình vừa mở ra nè mọi người. Mình vừa mở ra thì cái con chuột của mình đây nè, nó đã nằm focus vào cái input luôn. Và bây giờ mình chỉ cần nhập dữ liệu thôi. Chứ nếu bình thường á, là mình phải mở này lên, sau đó ấn vào input rồi mới nhập được. Mình đã bỏ qua một công đoạn luôn bằng việc ấn vào và nhập luôn. Bởi vì nó focus sẵn vô cái input rồi mà người dùng không hề hay biết. Và mình cũng chẳng làm gì nhiều. Tiếp tục. Đây là vấn đề về mũi tên thứ hai. Mình muốn là mũi tên thứ hai này, cho dù khi mà mở này lên rồi nè, nó vẫn phải đang ẩn đi. Và khi nào nó mới được hiện? Đó là khi mà người dùng nhập dữ liệu vào. Tại sao? Tại vì bên form này nè mọi người, mình có một điều kiện là input này phải nhập dữ liệu vào thì mới là chuẩn. Thậm chí bây giờ mình cho thêm nó một điều kiện, đó là min length nó phải bằng 4. Nghĩa là dữ liệu người dùng nhập á phải nhiều hơn 4, phải nhiều hơn hoặc bằng 4 ký tự. Đó, như thế này nó mới thỏa mãn. Nó phải nhập được 4 ký tự như thế này thì cái nút này mới hiện ra. Thì phải làm sao? Rõ ràng bình thường mà muốn làm như thế này á, bắt buộc phải dùng đến CSS nha mọi người. Vậy bây giờ mình thử làm nha. Mình lại về đây. Mình zoom nó ra lại. Xóa hết cái tự đi. Đây nè, bây giờ không lẽ để qua bên này mình khai báo thêm một class tên là ẩn hay là disable gì đó đi chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ giải quyết được bài toán này. Và qua bên kia mình sẽ class riêng cho nó là class ABC này nè,
sẽ tạm ổn đúng không? Nhưng mà không, CS mạnh hơn nhiều so với việc mình đang định làm như thế này, nó quá cồng kềnh. Cái này mọi người thấy nguyên tắc không? Mình đang muốn ẩn cái y này, và cái y này nó đang nằm ở vị trí là ngay sau cái input này. Đó, nguyên câu thoại này của mình sẽ được viết qua thành thành code nha. Đầu tiên mình muốn chỉnh một cái y, nhưng điều kiện cái y này nó phải nằm ngay sau một cái input. Đó, câu lệnh nó như thế này. Bây giờ mình thử đổi màu color cho nó nha. Đó, mọi người thấy không? Nó phải thỏa mãn điều kiện nha. Cái y này nó phải nằm sau cái input này thì nó mới đổi màu đỏ. Còn cái y này nó nằm trước mà, đúng không? Nó đâu thỏa đâu, chỉ có y này nằm sau thôi. Vậy chính là cách này mình có thể sử dụng được nó luôn. Mình cho nó một cái opacity bằng 0. Bằng 0. Nhìn lại, đã biến mất. Và bây giờ mình muốn khi nào nó hiện lên? Khi mà input này người ta đã nhập vào rồi, khác rỗng, và số ký tự phải trên 4, thì làm sao? Đối với input đó, thì những cái điều kiện này được gọi là điều kiện validate. Và khi nó thỏa được điều kiện validate đó, thì input nó có một cái thuộc tính để nhận diện được đó, đó chính là valid. Valid này chính là viết tắt của validate đó mọi người. Bây giờ mình sẽ mở ngoài ra. Tiếp tục, mình sẽ cho một cái sorry mọi người, như thế này đi. Bây giờ mình sẽ bắt sự kiện đầu tiên là valid, là nó đã nhận và form này đã chuẩn. Thì làm sao? Thì nó sẽ chọn đến cái y đằng sau nó, và opacity bây giờ sẽ bằng 1, nghĩa là nó sẽ hiện lên. Mình xem là kết quả. Đây, chưa thỏa điều kiện nha. Điều kiện đầu tiên là gì? Là nó phải nhập các rỗng. Thứ hai, điều kiện thứ hai là số ký tự phải từ 4 trở lên. Mình có 1, 2, 3, 4. Đó, nó hiện lên rồi, mọi người thấy không? Và nếu là 3, tự biến mất. Tiếp tục, đối với cái y này nè, mình muốn cho nó một cái transition để giống như cái thằng này nè. Hoặc ảnh nó sẽ từ từ trong vòng 1 giây. Sorry mọi người, mình sẽ trong vòng 5.5 giây thôi. 1 giây thì lâu quá. Đôi lúc hiệu ứng nó chậm chạp quá thì nó sẽ trở nên hơi bị fail mọi người. Nó bị rề rề á. Đây mình thử lại. Mình nhập 1, 2, 3 và 4. Đó, nó đang từ từ. Nhưng mà mình muốn hơn như vậy nữa. Mình muốn khi mà nó hiện ra nó sẽ chạy từ bên phải về lại đây. Thì sao? Thì mình lại có transform. Mình dùng translate. Với tham số đầu tiên mình cho nó di chuyển về phía trước 50 pixel. Nhưng khi nó được hiện lên á, nó lại lùi về 50 pixel. Thì từ 50 về 0. Và đây là kết quả. Nhập thử nhé. Đó. Khi không đủ điều kiện, mất. Đóng. Mở lên. Nhập. Hiện. Đóng. Mất. Cái vali này này mọi người, nó cũng có thể hoạt động với bất cứ thứ gì. Chẳng hạn mình có vinslang đúng không? Thì mình cũng có masklang là thứ nhất. Thứ hai, mình còn có một quả size đấy, nữa là size email. Mình ví dụ thôi, để sau này ví dụ bạn mà muốn sử dụng riêng cái form này nè, cho cái trường hợp khác thay vì trường hợp search á, mà là trường hợp về nút nhập email thì sao? Thì đây là size bằng email đúng không? Mình ấn vào, mình ghi như thế này, không bao giờ nó hiện, bởi vì này đâu phải email đâu. Mình thêm A cộng thì nó mới đúng là email. Đây, đúng định dạng email thì nó sẽ tự hiện thôi, đúng không? Email, còn nếu nó không có đúng định dạng email thì nó tự biến mất. Mình quay về lại nó với dạng test nha, bởi vì nó là nút tìm kiếm mà, hồi nãy mình chỉ demo thôi. Và điều kiện của mình đơn giản là nó chỉ cần khắc rỗng là được, là người dùng đã nhập gì đó, nghĩa là người dùng cũng cần nhập bất cứ thứ gì để chấp nhận được. A đóng, A đóng, đó. Đề bài là như vậy. Bài tập của bọn mình tới hôm nay là hết rồi.
Nếu mọi người thấy hay, hãy nhớ cho mình xin một follow để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.